Rồi, xin chào các bạn nha. Thì mình mới vừa mua cũ lại cái lay cam nè. Thì lay cam này mình mua cũ lại có 100k à các bạn. Thì tình trạng của cái lay cam này là nó bị hư một cái cánh quạt nha. Hư một cây nha. Giờ mình khởi động lên mình sẽ test lại cái lay cam nha. Đó, cái một cánh quạt nó không bị hơi, một cái cánh quạt đó, nó không có quay nè các bạn. Cánh quạt bên đây nó không có quay nè, cánh quạt mấy bên tái nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái ly cam này ra nha. Này mình mua cũ có 100k các bạn, khá là rẻ ha. Thì cái hiện tại thì cái này là E88G nha, nó đang bán thì cũng gần giá cũng gần 300 á. Thì mình mua cũ lại có 100k. Thì cái càng này mình có tham khảo giá thì nó bán khoảng 60 đến 75 à. Cái càng cái quạt các bạn, nguyên cái càng này luôn nè. Bây giờ mình thấy mình tháo ra coi nó có bị đứt dây hoặc là chạm mạch gì trong đây không. Nếu có khả năng sửa không thì mình sẽ thay nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái này ra trước. Đây nè, có cái jack cắm nè. Cái này là cái camera với lại camera. Jack camera. Rồi, đây là phần camera nha. Rồi, đây là con ốc. Đây là cái càng bên đây. Đây là mình phải dùng cái vít ba ke mà cái loại mà của vít số điện thoại các bạn. Nó nhỏ cái gì nè. Nó vít này nè. Đó mình dặn mới được nha. Đó. Bộ sản phẩm này 100k khá là ok các bạn. Có hai cục pin luôn các bạn. À, có cục pin dự phòng nữa nè. Hai cục pin nữa nè. Đó, tay bấm hộp khá là đẹp ha. Rồi, đó mình đã dặn hết mấy con ốc xung quanh này nha. Đó, bây giờ mình sẽ tháo ra nè. Cái chi tiết nó khá là đơn giản các bạn. Cái này là dây cam mà không phải là dây cam cũng như là cái đồ chơi máy bay điều khiển thôi. Chứ nó không phải được gọi là dây cam đâu các bạn. Camera chỉ là để mình quay chơi cho vui thôi. Chứ camera này chất lượng khá là tệ nha. Đó, cái mạch nó bên trong này các bạn. Đó, công tắc nguồn nè. Nãy là mình xác định là cái càng mấy bên tay trái này phải không? Nó bị không có ấy ha, không có chà quay ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái càng này ra. Cái này được cam khá giá rẻ. Cái này cái ngoài cái nhựa này mà cái nhựa nó mềm xèo à. Cái này mà để tập bay bay cao khoảng tầm 5 mét tới 10 mét thôi, độ cao cái đó là 5 mét à, hết mức. Bay vòng 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 phạm vi khoảng vài mét nè. Bay chơi các bạn, mình tập mình đang cho mình tập bay đặng. Cái khả năng điều khiển của mình á, mình khi mình đang bay ổn á, mình sẽ mua những cái dòng máy mà dây cam mà xịn ha. À, cọng dây nó kết nối vô trong đây nè, hai cái dắt hai cái chân kết nối đây nè bạn, hai cái chân kết nối chì đây nè. Này là em mà trừ mà cộng nè. Rồi mình sẽ nhả cái chì cái này ra. Dặn mấy con ốc của cái cánh cái càng này. Dặn ra ha các bạn. Con ốc của càng nó ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đo áp cái chân cái kết nối cái càng phía sau nha. Rồi nó có ga vôn nha các bạn. Đó, mình mở nguồn lên này nè. Rồi mình đo không cho nó có carbon không nha. Có carbon nha các bạn. Rồi mình kiểm tra tiếp là cái motor của cánh quạt. Thì motor này nó đã hư rồi các bạn, đã hỏng rồi. Cái này mình sẽ lên Shopee mình sẽ tìm cái càng của Leica E88G nha. Giờ mình sẽ đặt mua và mình
sẽ hẹn các bạn ở clip sau để mình thay thế nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.